Xin chào các bác yêu thích năng lượng mặt trời. Hôm nay là 28 tháng 9 năm 2023. Hôm nay thì em sẽ đưa các bác đi thăm các cái dàn năng lượng mặt trời ở miền Bắc. Thời điểm này thì hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, trời mưa liên tục. Hôm nay là mưa từ sáng đến giờ. Hôm qua thì hửng hửng một chút, hôm nay thì mưa từ sáng rồi. Hôm nay em sẽ cho các bác thăm các cái dàn năng lượng mặt trời ở trên máy tính nhá. Sử dụng bên em đang sử dụng là phần mềm cái Solarman của máy biến tần Dyer và máy biến tần Lux Power. Đây, Lux Power thì sử dụng cái server Lux Power này. Đây là dòng Lux Power này. Đấy. Ở Lux Power thì bây giờ người ta trong cái tài khoản tổng này nó đã update là ví dụ như là tên hệ thống của khách hàng này, tên đăng nhập của khách hàng và ngày khách hàng kích hoạt cái máy này. Ở đây nó dựa theo cái này để tính ra thời gian bảo hành nhé. Thời gian kích hoạt wifi là chính là thời gian bảo hành này. Đấy. Đấy, ví dụ em bấm vào đây. Đấy. Có rất là nhiều luôn. Đây, ví dụ 6 kW, 5 kW nghĩa lộ ngày mùng 5 tháng 9 năm 2022. Server xem nào. Chưa thấy có. Đây là những cái mới tạo này. Ngày 27 tháng 9, 27 tháng 9 là ngày hôm qua đây. Hôm qua khách hàng này ở của anh Phạm Văn Hánh ở Nam Định, anh ấy sang mua 6 tấm pin Longi 450 hai mặt kính cộng với máy biến tần Looper mới tạo tài khoản hôm qua đây. Nhưng mà tài khoản vẫn chưa chạy nhé, chưa chạy thì chắc là chưa chưa lắp được, mưa chưa lắp. Đây ví dụ của khách hàng này, khách hàng này là không biết ở đâu đây. Đấy, thông tin đồ thị cái thứ đây, điện tử 27 tháng 9 năm 2023 này. Ở cái phần lúc thì nó khó xem hơn, còn phần Dyer nó dễ xem. Đây là tài khoản Dyer, tài khoản tổng của em nhé, có rất là nhiều các cái tài khoản em lập ở đây. Ở đây thì em cho các bác xem cho là bây giờ hiện tại là 11:30 buổi sáng nhé, bây giờ là trưa mất rồi. Ở đây có một số khách hàng, ví dụ như đây là của chú Đỗ Văn Tiến Hà Nội chẳng hạn, hệ 6,2 kW nhưng mà công suất đang phát có 0,2% thôi. Đấy, công suất đây à, 0,2 kW tức là có 3,3%, từ sáng đến giờ mới được có 0,1 số điện. Đấy, hoặc đại lý Nhật Bãi này 2,28% này, Lạng Sơn là 10,46%, điện mặt trời Hưng Yên là 3,87%, Bác Đoàn Đình Cự ở đây là hai máy 6 kW nắp song song với nhau để tạo thành 12 kW, sử dụng 13,2 kW pin, hai quả SVE và hai cái bộ mà hai con máy 6 khí Dyer này, công suất phát hiện tại thời điểm này là 0,81% và công suất xuống là có 107W. Từ sáng đến giờ mới thu được có 0,2 kW điện. Đây hoặc sang một số khách hàng khác, Chí Linh này. Ví dụ khách hàng này của anh Đạt ở Chí Linh là 8,2 kW, từ sáng giờ là được 0,11 kW và công suất đang phát là 1,34%. Nói chung là vào những cái ngày mưa này trời không có ánh sáng, toàn có âm u thôi, nên là tất cả các hệ thống điện năng lượng mặt trời ở miền Bắc hầu như là ngụp hết, công suất phát chỉ được vài phần trăm. Em xem cái hệ em mới lắp hôm trước nhá. Hôm trước em có lắp ở đây của anh Nghị ở Thái Bình là 8,2 kW mà hiệu suất đang là 2,31%. Hôm trước em có lắp 24 tấm gì nhỉ? 24 tấm Longi 450W của anh Huy ở Phú Xuyên đây, 12 kW này. Máy Dyer 12 ký và chạy 10,8 kW pin. 24 tấm Longi hai mặt kính đây. Công suất đang phát là 364W cả nhà nhé, và hiệu suất đang đạt là 3,37%. Dung lượng pin lithium đang còn là 4%. Đấy. Để xem là sản lượng các ngày anh ấy nắp như thế nào. Ở đây thì sẽ xem biểu đồ tháng nhé. Anh ấy lắp từ hôm 20 và chạy đến hôm nay là 28, là được khoảng 7 ngày rồi. Và 7 8 ngày thì mới được có 24 giờ nắng thôi. Tổng sản lượng thu được là 265 kWh. Ở đây thì ngày 23 là thu được 48,8 số, nhà dùng hết 113 kW, 113,9, bán điện là 0 kW.
mua từ điện lưới vào 65 kW và sạc sạc vào bình lithium là 8,7 và xả ra là 8,7. Ở đây thì bình lithium là bình 51,2V 230Ah này, hôm trước em đã quay cho mọi người xem rồi. Ngày 24 thì thu được 45,8 số. Lạp từ bình lithium là 10,2 số và xả ra là 9,9 số. Xả ra nhiều hay ít là nó phụ thuộc vào cái lượng tiêu thụ ban đêm của khách hàng và phụ thuộc vào cái chương trình cài đặt cả nhà nhé. Có thể lạp vào nhiều nhưng mà xả ra ít thì ngày mai nó lại lạp ít xả nhiều. Đấy, nó đại loại là như vậy đây. Mọi người có thể nhìn thấy ở đây. Đấy, ví dụ như là hôm qua là lạp 46 xả ra 46 này. Nó là như vậy. Hiện tại tới thời điểm này ví dụ em xem máy thế nào. Máy thì sẽ có 3 dàn pin. Đây, inverter đây. Inverter thì dàn pin điện áp là 286V, cường độ dòng điện là 0,8. 0,8 ở đây tức là hai dàn này chập đôi nhé, nó là hai dàn đấu song song. Còn PV2 thì nó là máy 12 kg thì nó chỉ có lắp được 3 dàn pin thôi mà. Đấy, mỗi dàn này là 8 tấm mà. Đúng rồi, 308V mà 0,3A, công suất là 118 và 246W. Điện lưới thì có 3 pha này, một pha là 226, một pha 219, một pha 227 dòng điện đây. Nó là như vậy. Ví dụ sang một khách hàng khác đi. Đây, ví dụ một cái khách hàng là anh Kiên ở Phú Xuyên, xem hệ thống của anh này hoạt động có ổn định hay không. Công suất phát hiện tại đang là 572W nhé. Hệ thống này sử dụng là 30 tấm 535W của hãng GA. Bên em thi công cũng lâu rồi này. Và dung lượng pin lithium đã là 30%. Vẫn là 30%, anh ấy sử dụng tới 4 quả lithium nhé. Hôm trước em có lắp thêm 2 quả là thành 4 quả. Xem tháng này thu được bao nhiêu điện này. Tháng này đã thu được 1.490 kW điện. Đổi ra giờ nắng là được 95,93 giờ nắng. Và nhưng xem ngày nào nhiều điện nhất. Đây, ngày mùng 2 này được 91 số này. Ngày 22 thì được 83 số này. Ngày mùng 7 thì được 82 số này. Xem tháng trước nhé, tháng 8 này. Tháng 8 thì thu được 1.860 số điện, tương ứng với cả 119 giờ nắng cho cái tháng này. Và ngày được nhiều điện nhất xem nào. Ngày này là được 97 số nhé. 97 số này, 87 số này, 85 số này. Xem tháng 7 này. Tháng 7 thì thu được 2.310 kW điện. Tức là tháng này rất là nhiều. Tất cả những cái hệ năm nay em lắp thì đều là bám tải hết cả nhà nhé. Tức là không bán điện đồng nào xuất. Tương ứng với 148 giờ nắng. Vậy thì là tháng 7 là tháng nắng nhất nhé. Tháng 8 thì kém nắng hơn. Và tháng 9 lại kém nắng hơn vì nó đang dính vào mưa. Tháng này em xem có ngày nào nhiều điện nhé. Đây xem nào. Đây, có ngày 11 này là thu được 102 kW điện với 30 tấm pin, công suất là 16 kW pin là thu được 102 số điện. Nhà dùng hết 149,3 số, bán điện là 0 kW, mua thì điện lưới là 47,3 kW và sạc vào bình lithium là 8,3, xả ra là 8 kW. Tháng 7 này là thu được hơn 2.000W này, hơn 2.000 số điện. Ngày 25 của tháng 7 thì thu được 93 này. Quay trở lại là ví dụ như là ngày hôm nay, xem là máy móc và dàn pin nó như thế nào nhé. Đây, bấm vào ngày này. Từ sáng giờ đã thu được 0,7 kW điện rồi, tương ứng với 0.04 giờ nắng này. Xem về thông tin biến tần, xem điện áp các dàn pin như thế nào. Điện áp của cái này thì 10 tấm nối tiếp nhé, 30 tấm mà thì chia làm 3 dàn, mỗi dàn 10 tấm. Điện áp của 10 tấm 535 hiện tại đang là 379,7V, dòng điện là 0,95A, công suất là 359W. Và dàn pin số 2 là 10 tấm thì điện áp là 376V, dòng là 0,4A và công suất là 199W. Điện áp các pha là pha 1 là 225, pha 2 là 223 và pha số 3 là 232. Dòng điện đây và tần số đây. Đấy, công suất đây. Giao tiếp các chế độ pin lithium BMS. Pin lithium đang là 52,8V. Điện áp lạp là 57,6 đây.
nhiệt độ có 27,9 thôi. Hoặc là sang một số khách hàng khác, đây em có rất là nhiều luôn. Đây của anh Thành Bình Lục đây. Anh khách hàng này thì cũng lắp cũng rất lâu rồi. Sử dụng một máy biến tần Dyer 6kW và hai quả pin SVE treo tường. Công suất phát đang hiện tại đang là 196W và công suất pin mặt trời là 4,8kW. Dung lượng pin lithium đang còn là 69%. Công suất nhà đang dùng có 153W thôi. Anh khách hàng này thì không ở nhà mấy, nhà luôn luôn đóng cửa. Thật ra là điện mặt trời nó chỉ là để dự phòng và tiết kiệm điện thôi. Đó. Và xem tháng trước được bao nhiêu số điện nhé. Hệ này là 4,8kW và dùng ít, tháng trước thu được 308 số điện và được 64 giờ nắng. Đây, em xem các ngày gì đây. Ngày mùng 1 tháng 8, à ngày mùng 1 tháng 9, tháng này này. Ngày mùng 1 tháng 9 là dùng hết điện mặt trời ra 18,6 số, dùng hết 19,7. Mua từ điện lưới có 1,2 số thôi, còn đâu là chủ yếu là tự dùng. Đây mới là khách hàng sử dụng hiệu quả này. Đây sang ngày khác. Ngày này là thu điện mặt trời ngày 10 tháng 9 là thu được 16,2 kW, trong khi đó nhà dùng hết 15,4. Bán điện là không, mua từ điện lưới mất 2,3 kW và sạc vào pin là 9,4. Xả ra là 6,3. Đây, hoặc ngày này thu được 20,6 số này. Nhà dùng hết 25,6 này. Mua điện lưới là 4 số và xả từ pin lithium, lạp vào pin lithium là 9,5 và xả từ pin lithium ra là 10,4 kW. Đấy. Đây lạp ít xả nhiều đây này, lạp ít xả nhiều nó ở cái chỗ này vì hôm trước là xả chưa hết. Nói chung là khách hàng này dùng rất hiệu quả. Mỗi một ngày các bác nhìn đây thì nó chỉ mua điện lưới, cứ như ngày này mua có 0,5 số, ngày này mua 0,9 số, ngày này mua 3,5 số, ngày này mua 3,5 này. Ngày mùng 10 mua 9,4 này. À đâu, ngày mùng 10 mua 2,3. Ngày 11 mua 1,7. Như vậy thì một tháng bác ấy chỉ hết có chưa đến 100 số điện. Một tháng 30 ngày mà thì chắc chưa đến 100 số điện đâu. Đó là sự hiệu quả của năng lượng mặt trời. Vào tháng 8/2023 thì thu được 400 kW điện này. Em xem các ngày này. Ngày này thì mua điện lưới là 0,9, mua điện lưới 1,3, mua điện lưới 0,5, mua điện lưới 4,7, mua điện lưới 4,1, mua điện lưới 1,1, mua điện lưới 1,2 kW, mua điện lưới là 3,6 kW. Mua điện lưới là 27 kW, ngày này chắc là mưa. Mua điện lưới là 4,6 kW. Đấy, mua điện lưới rất ít mọi người nhá. Tháng chắc chỉ hết chưa đến 100 số điện. Rồi, em sang một số khách hàng khác cho các bác xem. Cái Dyer này thì dễ xem hơn, dễ quản lý hơn, còn thằng Lúc thì nó hơi khó. Là đây em xem một khách hàng bán được điện nhé, của chú Công Bình Giang này. Khách hàng này cũng lắp rồi. Lắp một quả pin SVE để bàn và một máy biến tần Dyer 5kW này. Này, em xem tháng trước đi. Hôm nay thì hiệu suất mới ra được 29W thôi, 5,4 tấm Kala. Tháng này thu được là 466 kW điện, xem bán được bao nhiêu nhé. Bác ơi, chú này bán được điện. Ngày mùng 9 thì thu được 13,6 này. Nhà dùng hết 24,6, bán được 3,1 số điện. Kéo từ điện lưới vào là 14,6 và lạp bình lithium 3,8, xả ra là 3,1. Ngày 24 tháng 9 thì là sản xuất được 16,3. Mua điện lưới mất 20, nhà dùng hết 20, bán được 5,1, mua điện lưới mất 10. Xả từ bình lạp bình ắc quy là lithium là 3,7 và xả từ điện lưới ra là 3kW. Rồi, em sang một khách hàng khác xem. Còn ai nữa không? Hoàng Trung Chính. Đây để em xem cho một anh khách hàng. Sao trốn đi đâu mất rồi. Khách hàng bán được điện chạy con máy 8kg. Đây, xứng Huệ đây.
Đây, khách hàng này là anh Xứng Huệ, lắp của em cũng rất lâu rồi, sử dụng máy 8 ký cả nhà nhé. Đây, xem khách hàng này sáng được bao nhiêu số điện này, bán được bao nhiêu cho các bác xem luôn. Tháng này là tháng 9 thì thu được 805 số ở Hưng Yên này, ở gần ngay nhà em luôn nhé. Thu được 805 số, hệ pin là 8 kW nhé. Xem tháng 9, à tháng 8 vừa rồi này, 954 này, xem tháng 7 nhé này. Tháng 7 được 1116, 8 kW. Anh khách hàng này thì bán được điện nên là các bác xem biểu đồ ngày nào cũng bán được điện đây. Ví dụ như là ngày 12 tháng 7 là bà thu được 48,5 kW, nhà dùng hết 49,4. Trong khi đó là bán lên điện lưới là 18,4. Mua từ điện lưới về là 20,6. Lạc cho bình ắc quy là 2,3 và xả 1 kW. Đấy. Ở đây thì vì do anh khách hàng này là ắc quy chỉ để dự phòng mất điện thôi, nên ắc quy mỗi ngày chỉ xả ra một số thôi nhé. Sử dụng 4 bình Vision 200A. Đấy, mỗi ngày chỉ xả ra một số thôi, rất đều đặn. Đấy. Nhưng mà chạy ắc quy nó có cái nhược điểm là nạp vào nhiều nhưng xả ra ít này. Các bác nhìn thấy này, nó hao này. Đấy, nạp vào 2,1 nhưng mà chỉ sao bỏ xả ra một này. Đấy, hao rất nhiều nhá. Đấy, mỗi ngày chỉ xả ra 1 kW rất đều đặn nhưng mà nạp vào đều là từ 2,2 đến 2,3 kW. Đấy, kia là khi sử dụng bình ắc quy trì nó sẽ bị hao điện khi nạp vào nhiều nhưng mà xả ra ít này. Nó không giống như bình lithium. Lithium thì nó hao ít hơn. Đấy. Nó là như vậy. Xem thông số của máy nhé, xem thông số máy hiện tại máy nó hoạt động như thế nào, dàn pin điện áp bao nhiêu. Anh khách hàng này cách nhà em có mấy trăm mét thôi mà lắp từ 2020 vẫn bán được điện nhé, tháng 1 năm 2020. Dàn pin này là 4 tấm Caladian 540W là 155V, công suất là 50W. Còn dàn pin này là 16 tấm 395W đời 2019 là được 390W mà 2019 không phải 3595 nữa, 390, lắp từ 2019 tháng 12 2019 thì đến tháng 1 2020 thì mới đăng ký được hồ sơ bán điện. 142W này. Đấy. Đấy, nói chung là đây ở Hưng Yên nhà em đấy, chạy rất ok nhá. Hôm nay trời mưa thì đây xem ắc quy này. Ắc quy là điện áp ắc quy là 50,88V, SOC 90%. Dòng ắc quy là 0,295A. Xem hôm nay nhé, đang ra là có 192W thôi. Ok, nó như vậy thôi. Xem lúc power này, lúc power nó khó xem hơn cả nhà. Lúc power nó cứ loạn hết cả lên. Xem lúc power xem. Phú Thọ này. Đây, của bác này thì là ắc quy acid 100A này, 92W này. Từ sáng giờ mới được có 0,5 số điện. Rất thấp luôn. Công suất phát đang là 140W này. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo. Em xin phép mà kết thúc video tại đây. Rồi.